channel again. Yes, if you are new here, hi, my name is Elite and I am a 5th year medical student in Vietnam. So here we are going through a week in my life. After finish my final exam, so I have a free day for today, so I go to school for academic transcript and then go shopping with my friends. Dạ hả? Nếu gặp xe mà nhiều ngày mà giá đặc biệt sao đã sửa. Là những cái bạn như là chả làm gì hết. Đâu của mình đó hả? Thôi quay Hoài nha, Hoài sẵn sàng làm mẫu đúng không? Ở chi mặt mẹ hết gì không? Ờ. Tùy ý. Lấy cái nhỏ mới ngon. Vừa. Cái này đâu có cá bóp đâu đúng không? Màu màu. Không ngờ lắm.
thi kìa. Ăn thôi. Chứ có bằng ăn ngon. Hôm bữa tôi nhớ có em mà kêu. YouTube luôn á. Hôm bữa chị quay mẹo em á, chị đăng lên chưa? À, quay nhát em lại là gửi bên Zalo cho chị á. Cái băng kim nó màu đen luôn. Em còn giữ không? Em... No way. Thiệt hả?